Xin chào các bạn, mình tên là Đạt và hiện tại mình đang là sales leader bán marketing của Huyện Tơ. Và thông qua clip này, mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc về điều kiện tham gia phỏng vấn bán marketing cùng như là bán IT, những lợi ích mà các bạn có được khi tham gia vào bán marketing. Bán marketing được biết đến với những công tác truyền thông như điều hành fanpage, xây dựng, thiết kế và làm mới nội dung trang web chính thức huyentơ.com, từ đó đảm nhận nhiệm vụ đưa hình ảnh và danh tiếng của Huyện Tơ đến gần hơn với bạn bè trong nước và trên toàn thế giới. Huyentơ còn là một bộ phận đối ngoại với nhiệm vụ là tìm kiếm các nguồn tài trợ, các cơ hội hợp tác từ các tổ chức bên ngoài và kiểm soát nhân sự. Ngoài ra, ban marketing là ban thiết kế đến các sự kiện, các chương trình chính thức của Huyentơ, đồng thời vận hành chúng. Từ đặc tính công việc cũng như là đặc thù của ban marketing, các thành viên khi tham gia vào ban sẽ được học hỏi và nâng cao thêm rất nhiều kỹ năng hữu ích, ví dụ như kỹ năng làm admin, kỹ năng quản lý fanpage, kỹ năng thiết kế web, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức sự kiện, các kỹ năng giao tiếp và đàm phán khác. Ban marketing nói riêng và Huyentơ nói chung rất cần những người trẻ năng động, dám nghĩ dám làm, có nhiều sáng kiến và dám thử thách với cái mới. Huyentơ luôn tạo cơ hội tốt nhất cho tất cả các thành viên được thử sức trong các hoạt động mang tính chuyên nghiệp cao. Các thành viên có kinh nghiệm luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ giúp các thành viên mới có đủ tự tin để phát triển năng lực của bản thân. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký để trở thành một thành viên của ban marketing cùng tôi nào.